Xin mến chào bạn nha. Hôm nay mình đến với khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Thì mình vào tham quan công ty Ngọc Phượng. Thì công ty này chuyên sản xuất các loại phụ tùng, máy cài, máy cắt, máy kéo, máy cuộn gom và chuyên gia công các loại là nhông của là xe cuốc, xe ben, xe đào đất đó bạn. Đều gia công làm ha. Nhông cùi dĩa của máy cài, máy cắt là đều có hết trơn ha. Thì bây giờ thì trước màn ảnh của mình có những cái món đồ rất là độc lạ các bạn. Đây là một cái máy mà để một cái vàng mà vung lép các bạn, chứ không phải là lên lép ha. Khi mà cái cây mía, cái này để dành áp dụng cho cái cây mía nó khi mà người ta lên dòng rồi, cây mía nó đã lên tốt rồi thì cái này nó đào lại theo cái đường mương các bạn. Này mang vô cho con máy, mình cũng không biết con máy này là con máy cài hay máy gì nó mang vô cái này đây. Đó. Để chạy lên lép để vung lại theo cái đường rãnh á, vung lại cho nó tốt ha, cho nó tốt mía. À, bạn thấy chưa, món này rất là độc lạ, do đó nên là cái bên công ty của mình có thể làm theo yêu cầu của bà con nông dân. À, bà con nông dân có thể là gửi mẫu để cho bên mình làm. À, cái thứ nhất, cái thứ hai thì cứ alo để bên mình biết cái món gì để mình đáp ứng, là thí dụ như có những cái món mình có sẵn hay hoặc có những cái là bà con nông dân gửi mẫu ha, là bên mình đáp ứng được hết ha, được hết ha. À, như cái này là đáp ứng cho bà con nông dân làm mía ở Tây Ninh ha. Mình không biết là cái này thì biết nó vung lép mía, nhưng mà mình chưa có thấy là ở ngoài thực tế như thế nào. À, thì đây là một cái đại khái cái món độc lạ để cho bà con nông dân làm cái đại khái để mà mình gửi mẫu để bên mình làm ha. Đó. Lên lép, lên dòng, lên luống hay hoặc là nhông cùi dĩa của xe đào, xe cuốc, xe ben gì đó, máy cài, máy cắt gì đó thì liên lạc qua bên mình ha bạn. Đó. Bạn thấy đọc không? Cái này là cái mẫu này thì làm xong đem về cho là bà con nông dân ở Tây Ninh. Còn cái mẫu này á thì đến từ Nhật Bản các bạn. Cái mẫu này thì đến từ Nhật Bản. Bạn thấy độc lạ chưa? Đó. Sắt này rất là dày. Đó. Dày một phân luôn. Rồi cái găng nè. Cái găng nó móc ngược lại. À, cái găng này nó chạy tới giống như là cái máy cài chứ. Đó, nó bư luôn. Đó. Quá độc. Đó các bạn. Thì cái đại khái, đại ý mình lên một cái video như thế này á, để mình truyền thông điệp đến cho bà con nông dân là ai có nhu cầu cần gì đặt nấy. Ha. Thì những cái món đồ độc lạ như thế này thì mình cũng làm được ha. Thì video của mình cũng đã dài các bạn, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Ở đây là công ty của mình làm khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai, ở tại Việt Nam các bạn, do đó nên các bạn làm sẽ rẻ hơn những nơi khác. Là lý do là mình làm ở đây bằng những cái cỗ máy CNC đến từ Nhật Bản và những cái phôi sắt từ Hàn Quốc các bạn, chứ không phải là phôi sắt của Việt ha, do đó nên cái độ bền chính xác 100%.